Hôm qua, trên vùng biển Tây Nam cách Đông Nam Hòn Khoai khoảng 25 hải lý, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã phát hiện bắt giữ tàu cá có hành vi chở thiết bị giám sát hành trình của các tàu cá khác. Thông tin ban đầu, 4 giờ sáng qua, dùng cảnh sát biển 4 kiểm tra, phát hiện tàu cá số hiệu CM08710TS do ông Trương Văn Sang, 37 tuổi, ngụ xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, làm thuyền trưởng, đang dần chuyển che giấu chính thiết bị giám sát hành trình của tàu cá khác, nên đã tiến hành lập hồ sơ ban đầu và dẫn giải người phương tiện về cảng hải đội 421 tại thị trấn Nam Căng chờ xử lý. Theo đó, tàu cá này do ông Đặng Đức Nhỏ, 53 tuổi, ngụ thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển đứng tên, ông nhỏ cho ông Sang thuê lại từ ngày 6 tháng 9 trong thời gian 3 tháng. Làm việc với cơ quan chức năng, ông nhỏ cho biết ông Sang thuê tàu để hành nghề lưới gạ. Còn việc phương tiện chở các thiết bị giám sát hành trình tàu cá khác, ông không nắm được.